tất cả mọi người. Và hôm nay là một cái video khá là đặc biệt. Thì mình sẽ đưa các bạn đi uống thử các loại đồ uống đặc biệt trong mùa Christmas năm nay. Và mình sẽ đi ba quán cà phê khá là được nhiều người biết đến ở Hà Nội này. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến quán đầu tiên luôn nhé. Cửa hàng đầu tiên là Starbucks thì mình nghĩ là đã quá là nổi với mọi người rồi. Thì mình sẽ đi thử các đồ uống mới Christmas năm nay của Starbucks xem có những gì nhé. Ở trong Starbucks thì nó đã hết bàn rồi nên là các khoản quay sau để mình quay ở ngoài thì các bạn thông cảm nhé, tại vì hơi ồn. Thì mình đã order hai loại đồ uống trong Christmas drink list của Starbucks năm nay. Thì đầu tiên là cacao caramel latte, tiếp theo là Jolly Baked Apple cold brew. Ok, đầu tiên mình sẽ thử cacao caramel latte trước. Ok, mình sẽ cầm một hút vào và mình khuấy một tí. Nó hơi ngọt đấy nên mình sẽ quấy thêm nữa để mình uống. Nó khá là ngon, kiểu chủ yếu là vị chocolate, nhưng mà thực sự nó hơi ngọt so với mình. Mình đã là người uống ngọt rồi nhưng mà mình nghĩ là cái này nó ngọt nữa ấy. Tiếp theo đó là Jolly Baked Apple Cold Brew. Thì cái món này là món mới luôn, mình chưa bao giờ uống. Thì nó là kiểu một lớp cold brew ở dưới và một lớp kem foam ở trên ý. Ok, bây giờ mình sẽ uống thử. Mình chả sao đoạn này mình lại kiểu quấy lên ấy, là nghĩa mình phải uống như kiểu macchiato. Ok, bây giờ mình sẽ uống. Nó không ngon thực sự, nó cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Nó như kiểu nước lọc có vị cà phê, xong rồi người ta cho thêm một cái lớp foam ở trên ấy. Nhìn trông nó đẹp thôi nhưng mà thực ra lại uống kinh ngất. Có thêm một không khí Giáng sinh thì mình đã đeo cái bờm đấy lúc quay. Rồi thì mình sẽ tổng kết luôn hai món đồ uống hôm nay. Thì cái đầu tiên là cacao caramel latte, thì mình và bạn mình chấm cái này khá là ok. Nhưng mà thực sự thì nó khá là ngọt, nó chủ yếu là kiểu vị chocolate thôi. Còn cái này là không ngon thực sự. Cái này là cold brew thì nó khá là khó uống ấy, tại vì nó cũng đắng nữa. Mình đã uống lại thì thực sự là mình cũng không thích. Kiểu tí nữa bạn mình nó bảo là uống cái cold brew này kiểu mất luôn Giáng sinh ấy. Và mình chấm cái cold brew là 5 điểm, còn cái cacao caramel latte là 8 điểm. Yes. Mà đi vào đi. Wow. Cửa hàng đồ uống mình đi tiếp theo là The Coffee House. Thì mình nghĩ quán này khá là nổi ở Việt Nam, tại vì đây cũng là thương hiệu đồ uống của Việt Nam nữa. Christmas năm nay quán có một dòng uống là Taste of Xmas, là Merry Choco với cả Merry Coffee. Thì bây giờ mình đang gọi đồ đây. Thì mình đến coffee. Dùng gần không? Rồi. Chúc bạn một Giáng sinh an lành. Đây là cái hộp mình vừa bóc xong. Mocha sô cô la. Đây là đồ của mình vừa mới ra rồi đây. Cái này là cà phê lúa mạch. Còn cái này là sô cô la lúa mạch. Mình nghĩ thế, hình như là cái sô cô la lúa mạch là ice blended, là kiểu đá xay ấy. Nhìn hai cốc trông rất là xinh. Thế mình sẽ uống thử luôn. Tiên là mình sẽ uống cái này là sô cô la lúa mạch. Các bạn đã nhìn hai cốc còn kiểu giống nhau lắm ấy, mình nên mình chả biết cốc này là cốc nào luôn. Ok, mình sẽ tin cốc này là sô cô la lúa mạch. Thì trong cái mùa Noel này ấy, thì mình nghĩ là các thương hiệu thì người ta sẽ làm hương vị sô cô la, cà phê, caramel hoặc là kiểu có vị quế, thì nó sẽ mang một cái vibe Giáng sinh, lễ hội cuối năm, sô cô la đá xay. Đây là cái foam ở trên, có rắc thêm mấy cái hạt. Tôi nghĩ đây là red velvet, mình cũng nghĩ là red velvet. Cái texture của nó thì là ice blended rồi, đá xay với sô-cô-la. Và người ta cho thêm một cái lớp foam layer rắc bột red velvet. Hơi khó hút. Các bạn nhìn cái mặt mình vừa nãy là các bạn biết rồi đấy. Tiếp theo đó là cà phê lúa mạch. Cái này chỉ là nước, cà phê với cả cái foam ở trên, với cả người ta lắc thêm mặt cà phê. Mình sẽ ăn thử cái foam này. Ở dưới là cà phê, hơi đắng.
Coffee House thì giống như là cái tên nó lên một cái cà phê ở trong Coffee House thì nó rất là ngon, đậm đặc mùi cà phê luôn. Mình thích cà phê hơn tại vì mình không thích đá xay lắm, nên là mình sẽ chấm cái đá xay khoảng tầm cái này gì, mình sẽ chấm cái sô cô la lúa mạch là 7/10, còn cái này là 8/10. Ok, bây giờ mình đã uống xong ở Coffee House rồi và mình sẽ đi đến quán cuối cùng. Đi quán tiếp theo nó là quán. Quán cuối cùng mình đi có tên là Our Coffee. Thì cái quán này có thiết kế rất là Hàn Quốc. Ở trong thì không gian nó không có to lắm đâu, nhưng mà cũng khá là đủ chỗ ngồi. Bây giờ mình đang đặt đồ uống. Thì quán có Christmas drink mới là special for Xmas. Thì có ba đồ uống mới đó là hazelnut matcha latte, cinnamon bun hot chocolate và egg cream hot chocolate. Decor của quán thì trông rất là xinh, có cả mức riêng của quán nữa và nhìn trông rất là Christmas luôn. Thì quán có không gian rất là ấm cúng và ngồi cũng khá là thoải mái nữa. Bây giờ mình đang ngồi chờ đồ. Mình đang ngồi ngoài cho nó thoáng ấy. Đây có một cái bàn, đây là một cái bàn mình đang ngồi nữa. Đây là đồ uống đầu tiên của mình là hazelnut matcha latte. Đây là đồ uống nóng nhất. Mình định uống đồ uống lạnh cơ nhưng mà không thay đổi như hay quán kia thì mình uống đồ. Cốc đẹp này, kiểu màu xanh ấy. Ôi, nó hơi nguội rồi. Người ta có đổ ghế foam lên trên thì kiếm cái lúa không khá ok. Cái món cuối cùng cũng là đồ nóng luôn, là egg cream hot chocolate. Nghĩa là ở dưới là hot chocolate nhưng mà ở trên là một cái foam trứng, người ta đánh như kiểu cà phê trứng ấy, nhưng mà cái cà phê thì người ta thay bằng hot chocolate. Nên mình sẽ thử cái lớp trứng trước. Trứng hơi chua chua, ngậy, ngon. Có mật ong, người ta có cho mật ong vào. Có cũng được, khá ngon. Vị mật ong hơi nhiều, mình thấy cái vị mật ong nó rõ lên luôn ấy. Mình nghĩ là cái món này nó khá là trắng tăng, khá là ok cho mùa Giáng sinh này. Nhưng mình không thích bình thường, tại vì nó hơi ngọt quá ấy. Uống được không? Nhưng mà nếu mà nó có đá thì nó sẽ ngon. Đây là hai món mình vừa uống xong. Vừa nãy thì đồ nó ngọt quá, với cả mình không thích uống. Nó không có đá nên là mình đã hỏi người ta cho đá vào. Người ta vừa mang ra. Mình thấy nhìn nó kiểu fancy hơn. Mình nghĩ là cho đá mà nó sẽ bớt ngọt hơn. Và đây là lần thứ 3 mình đến thì mình thấy quán có khá nhiều thay đổi. Thì bây giờ đang là Christmas ấy, thì người ta có trang trí Christmas vibe, kiểu đồ prop này nọ ấy. Thì mình thấy đồ uống thì cũng khá là ok thôi. Mấy lần trước thì mình đến thì đồ uống nó cũng không ngon lắm. Chủ yếu là thiết kế của quán thì nó khá là đẹp và nó hợp để chụp ảnh cho mấy bạn nào thích style kiểu Hàn Quốc ấy. Uống thì mình thấy là khá là bình thường. Đó, chỉ thế thôi. Đây là phần outro của mình, tại vì mình đã quên cái outro mất rồi. Thì mình chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình và bạn bè. Và nếu mà các bạn nào muốn uống các thức uống trong video này thì các bạn nên đi thử nhanh nhé. Tại vì mình nghĩ là người ta sẽ không bán lâu nữa đâu ý. Và ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video luôn nhé. Bye bye mọi người.